Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo rằng trong đêm qua, 26/8, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã chứng kiến mưa rào và dông rải rác, địa phương cục bộ trải qua mưa vừa và mưa to. Lượng mưa tại nhiều địa điểm đã đạt trên 40mm như Gia Viễn, Lâm Đồng với 73,8mm, Đắk Lua 4, Đồng Nai 75,4mm, Thanh An, Bình Dương 47mm. Theo dự báo, trong chiều và tối ngày 27 tháng 8, mưa rào và dông rải rác dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện khắp Tây Nguyên và Nam Bộ. Địa phương cục bộ tiếp tục chứng kiến mưa vừa và mưa to với lượng mưa dự kiến dao động từ 10 đến 30mm, đôi nơi có thể đạt trên 60mm. Dự kiến từ đêm 27 tháng 8 đến 28 tháng 8, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào giai đoạn mưa to và dông. Địa phương cục bộ sẽ chứng kiến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, đợt, có những nơi còn đạt trên 150mm, đợt. Từ ngày 29 tháng 8 trở đi, mưa lớn ở Bắc Bộ dự kiến sẽ giảm dần, trong khi khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, thậm chí mưa to và dông tại một số nơi. Mưa dông và mưa lớn cục bộ dự kiến sẽ kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các vùng núi, cũng như ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Về thời tiết ở ba miền trong ngày Chủ nhật, 27/8, thủ đô Hà Nội dự kiến có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dự kiến dao động từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ sẽ chứng kiến mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có những nơi chứng kiến mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dự kiến dao động từ 22 đến 25 độ C, có nơi thấp hơn 22 độ C, nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 33 đến 36 độ C, có những nơi vượt qua 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ dự kiến có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có những nơi chứng kiến mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dự kiến dao động từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có những nơi thấp hơn 22 độ C, nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 33 đến 36 độ C, có những nơi vượt qua 36 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dự kiến sẽ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất dự kiến sẽ dao động tương ứng từ 22 đến 26 độ C và 33 đến 36 độ C.